gần 4 tháng chờ là chiếc xe mới có nha mọi người, chứ không phải là đặt mà có liền nha. Cái này là siêu xe. À cái gì quên rồi, kiểu gì quên rồi, tôi nói quên rồi. Butcher 2 chỗ. Đây là một chiếc, 3 giờ chiều thêm một chiếc nữa là tổng cộng là 2 chiếc nha. Kìa bà ba quá chỉ nó chạy kìa. Mở cửa ra. Ba kéo nút này nè, kéo nút giữa, nút giữa. À, kéo lên. À, giữ luôn. Lọt xe này lục tiền à. Cam kết trong vòng 15 ngày không giảm nám, hoàn tiền trả lại cho mọi người luôn. Đặc biệt đây là dòng kem mới của thương hiệu của Hà Kiều Anh luôn. Dòng kem nám thâm tàn nhang đầu mồi đốm nâu, da dầu, da nhờn, da đỏ, da chỉ máu, chỉ được tàn nhang và đầu mồi đốm nâu luôn, mụn luôn nha mọi người. Đặc biệt mọi người phải liên hệ qua số điện thoại là 0365 106818 để mua được hàng chính hãng nha. Còn nếu mà mọi người thấy những cái tấm bảng, những cái video nào mà có những cái tấm bảng treo để tên em như thế này là Hà Quang đứng ra quảng cáo là đây là hàng chính hãng. Còn không, đặc biệt mọi người mà thấy những cái hộp kem đen còn xuất hiện trên thị trường nữa là những dòng kem đó là giả hết hoàn toàn. Hà Quang đã ngưng sản xuất kem đó rất là lâu rồi, cho nên không còn tồn tại trên thị trường, còn chăng là giả, cho nên mọi người phải mua tìm đúng đây. Và đặc biệt những cái hình ảnh mọi người đừng mua, mà mọi người hãy mua ngay cái video, chẳng hạn như là số chốt đơn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp là 0365 106818 để mua được hàng chính hãng. Mọi người ơi, dòng kem nám bên Hà Quang cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, tất cả là làm từ nè mọi người, làm bằng là gửi cam thảo nè, rồi chẳng hạn như gửi cam thảo nè, rồi cái gì nấm tùng nhung nè, rồi cả là hoa trà. Đây, xuất sắc luôn, mọi người phải lưu ý nha. Đây, dòng kem của em đây mọi người thấy không? Cho nên mọi người hãy tranh thủ liên hệ qua số thoại là không nám. Nếu mà nám, hoặc là mọi người có thể dưỡng da luôn, trong vòng 15 ngày da không cải thiện xin hoàn tiền, phải lưu ý qua số thoại là 0365 106818 để mua được hàng chính hãng của Hà Quang. Liên hệ Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp giùm Hà Quang liền mọi người ơi.